Chó cưng bị cắn, người đàn ông nổi điên xô cô gái ngã sấp mặt. Thấy con chó của mình bị con chó khác tấn công, người đàn ông tỏ ra tức tối, lập tức lao tới xô cô gái ngã sấp mặt. Trong clip, một cô gái đang dắt chó đi dạo thì phía đối diện, một người đàn ông dắt ba con chó khác đi tới. Cả bốn con chó sau đó xông vào cắn nhau. Thay vì can ngăn, người đàn ông mặc áo xanh lại dùng toàn bộ cơ thể lao thẳng vào cô gái khiến cô ngã sấp mặt xuống đường. Quá bất ngờ trước hành động thô lỗ của người đàn ông, cô gái trẻ chỉ biết đứng dậy rồi lặng lẽ rời đi. Được biết, sự việc xảy ra tại Mexico và đã được camera giám sát ghi lại. Sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều tỏ ra bức xúc trước hành động của người đàn ông.